này các bạn ơi. À, mình phát hiện ở đây có một con khủng long bạo chúa rất là ghê luôn. Bây giờ mình sẽ thử nhặt lên nha. Wow, trên tay mình là một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Một con khủng long khá là hung dữ và nguy hiểm luôn. Nó hung dữ nhất trong các loài khủng long. Và do di chuyển bằng hai chân nên chân sau của nó khá là to và chắc khỏe, còn chân trước của nó thì bé các bạn ạ. Và cơ thể của nó cũng rất là rắn chắc, cùng với những hàm răng rất là chắc khỏe của con khủng long Tyrannosaurus này. Wow, tuyệt vời, một con khủng long rất là đẹp. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ vào đây nha. Mình có một cái rổ chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ thử ly tim xem còn những con khủng long nào khác giống vậy không nha các bạn. Wow, các bạn nhìn ra chúng ta có gì đây. Wow, hai con khủng long rất là đẹp luôn. À, bên này chúng ta sẽ có một con khủng long Carnotaurus. Wow, tuyệt vời luôn nè các bạn ơi. Một con khủng long Carnotaurus di chuyển bằng hai chân. Nó có hai cái sừng ở trên mắt nó một tí. Ngoài ra thì trên người nó cũng rất là nhiều gai luôn các bạn nha. Carnotaurus. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con khủng long Omegasaurus. Con này thì có thể dài từ 8 đến 10 mét thì phải nha các bạn. Một con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng bốn chân. Omegasaurus. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn nha, để xem mình có gì đây. Lại là một con khủng long nữa. Và trên tay mình là con khủng long Bajadasaurus. Một loài ăn cỏ di chuyển bằng bốn chân. Ngoài ra thì trên người nó có rất là nhiều gai và những chiếc gai của nó đã dồn hết về phần phía đầu, phía cổ của nó rồi các bạn nha. Rất là lạ và đặc biệt và mình không biết là nó có tác dụng gì nữa các bạn ơi. Đây là Bajadasaurus. Đó, chúng ta sẽ tạm thời bỏ đây và cùng mình đi tìm xem còn những con khủng long nào khác nữa không nha. Wow, nhìn các bạn ơi. Wow, chỗ này chúng ta có những con khủng long rất là đẹp luôn. Như một bông hoa này các bạn, là một con khủng long sống ở dưới nước đó nè. Con khủng long này là con khủng long Triceratops, hay chúng ta còn được biết đến với một cái tên gọi là khủng long ba sừng. Ngoài ra thì trên cơ thể nó có rất là nhiều hình vẽ hoa văn, rất là đẹp đúng không các bạn. Đây là Triceratops. Tiếp theo, trên tay mình là con khủng long Dilophosaurus, hay còn gọi là thằn lằn hai mào. Khi trưởng thành nó có chiều dài lên tới 7 mét và nặng tới 400 kg lận đó các bạn ạ. Và đây là một con khủng long rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Một con khủng long sống ở dưới nước, Mosasaurus. Nó có một cơ thể thon, dài. Ngoài ra thì nó có sở hữu được 4 cái tay bơi, giúp nó di chuyển ở dưới nước nhanh hơn nha. Mosasaurus. Chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Wow, nhìn nào các bạn ơi, chúng ta có gì đây? Oh my god, một cái đầu của con khủng long bạo chúa rất là to. Bên này có một con khủng long đang bò vào trong và phía sau kìa. Wow, bây giờ chúng ta sẽ xem chúng ta có gì nha. Để xem con khủng long rất là to này là con gì nào. Trên tay mình là con khủng long Indominus Rex, một loài khủng long ăn thịt. Nó chạy bằng hai chân. Và đây thì nó còn sở hữu một hàm răng rất là to, chắc và khỏe và sắc và nhọn. Đúng rồi, cơ thể thì rất là săn chắc và khỏe nha các bạn ơi. Một con khủng long ăn thịt khá là hung dữ và nguy hiểm, các bạn không nên lại gần con Indominus Rex này đâu. Chúng ta sẽ bỏ xuống đây. Đến với hai búa tiếp theo. Đây là một cái búa rất là đặc biệt. Một cái búa của thần sấm Thor. Wow, các bạn thấy có đẹp không? Wow. Và đến một cái hộp đồ chơi. Nó có hình dáng của con khủng long bạo chúa T-Rex này. Thì bên trong chúng ta có rất là nhiều những con khủng long khác nhau này các bạn có thấy không? Trên tay mình là một con khủng long Archaeopteryx. Đây là một loài chim khủng long bị tuyệt chủng từ lâu rồi. Hai bên cánh của nó đều có những cái ngón tay, cái bàn tay như vậy để cầm nắm con mồi của nó. Wow, con này trông rất là đẹp luôn. Nó có một đôi cánh rất là dài nha các bạn ơi.
Đấy, tiếp theo là một con khủng long Stegosaurus, một loài khủng long ăn cỏ di chuyển bằng bốn chân. Trên lưng của nó thì có rất là nhiều những chữ gai sắc nhọn và to như vậy. Stegosaurus. Chúng ta có gì nữa đâu? Đây là một con khủng long, một mô hình khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Wow, con khủng long này tuy nhỏ nhưng mà độ chi tiết được làm cũng khá cao. Tiếp theo mình sẽ đến với con khủng long Ankylosaurus. Trên cơ thể nó được bọc một lớp giáp gai xương. Trên người của nó khá là cứng đó các bạn ạ. Ngoài ra phía sau còn có một cái chùy nữa, nó sẽ dùng để tự vệ và tấn công bằng cái đuôi này. Đây là Ankylosaurus. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con khủng long Dryzinosaurus. Nó có màu xanh da trời. Đây là một con khủng long ăn thịt nha các bạn. Ồ, những cái móng vuốt của nó rất là sắc nhọn các bạn ạ. Để mình vô sâu hơn bên trong. Trên tay mình là con khủng long Cachalodontosaurus, một loài khủng long ăn thịt di chuyển bằng hai chân. Nó có một cái tên khá là khó đọc luôn nha các bạn. Cachalodontosaurus. Và đi sâu hơn vào phía bên trong nữa thì mình thấy có rất là nhiều những con khủng long đầy màu sắc khác nhau này các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chúng ta có những con khủng long gì nha. Đầu tiên là Styracosaurus, một dòng khủng long ba sừng. Tiếp theo chúng ta sẽ có Dilophosaurus, một con thằn lằn hai màu này các bạn. Đó là con khủng long ăn thịt được phát hiện đầu tiên đó. Và tiếp tục là một con Keratosaurus, nó có màu xanh lá cây. Còn đây là con khủng long Brachiosaurus các bạn ơi. Nó có màu xanh da trời, một con khủng long cổ dài đó. Tiếp tục nha. Parasaurolophus, đây là con khủng long màu kiếm. Trên lưng nó có màu hồng và phần màu vàng ở phía dưới bụng. Wow, Spinosaurus, một con khủng long ăn thịt. Tiếp đến chúng ta sẽ có Triceratops, hay còn được biết đến với một cái tên gọi là khủng long ba sừng. Nó có màu tím rất là dễ thương đúng không? Còn gì nữa không nào? Đây là con khủng long Indominus Rex. Cuối cùng trên tay mình là con khủng long Dimetrodon. Nó có màu cam đó các bạn ạ. Rất là nhiều màu sắc luôn đúng không các bạn ơi. Và đây là tất cả những món đồ chơi mô hình khủng long của mình. Rất đa dạng và đầy màu sắc luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.